Vy Oanh xin khoan hồng cho bà Nguyễn Phương Hằng nhưng yêu cầu đối phương phải làm một việc này. Sáng ngày 21 tháng 9, phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và các bị cáo liên quan đến hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đã được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ Vy Oanh là một trong những người được triệu tập đến phiên tòa sáng ngày 21 tháng 9 với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Khi được hội đồng xét xử hỏi về việc có ý kiến gì sau khi nghe cáo trạng, ca sĩ Vy Oanh nói, về phần của tôi không có ý kiến. Về yêu cầu bồi thường, ca sĩ Vy Oanh sau một lúc suy nghĩ thì giải bày, tôi thiệt hại nhiều nhưng không đong đếm được về tinh thần và vật chất, đặc biệt là các con tôi. Lý do tôi có mặt ở phiên tòa ngày hôm nay là vì các con, tương lai của các con tôi. Tôi tin ai cũng có những lần sai trái, những năm tháng qua bà Phương Hằng như vậy là đã đủ răn đe rồi. Tôi mong pháp luật khoan hồng cho bà Phương Hằng. Nếu được, tôi cần một lời xin lỗi công khai từ bà Phương Hằng vì tương lai của các con tôi, ca sĩ Vy Oanh nói thêm. Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng đã thực hiện nhiều buổi live stream trên mạng xã hội, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc chưa được kiểm chứng, xúc phạm đến uy tín danh dự 10 cá nhân. Trước cơ quan chức năng, bà Nguyễn Phương Hằng khai thông tin phát ngôn khi live stream và đăng tải trên Facebook về các cá nhân đều do bị cáo này đọc trên Internet, đọc báo và nằm mơ, chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh. Về lý do xúc phạm ca sĩ Vy Oanh, CEO Nguyễn Phương Hằng khai do Vy Oanh đăng bài viết trên Facebook cá nhân ở phần bình luận, nữ ca sĩ này đã móc xỉa sói về việc bà Phương Hằng ủng hộ đất để làm từ thiện chống dịch Covid-19. Trước khi bị bắt, trong các buổi live stream, bà Nguyễn Phương Hằng đã có những chia sẻ gây sốc liên quan đến giọng ca Đồng Xanh, nói Vy Oanh giật chồng, thể thuê và có quá khứ làm gái bao. Vào tháng 10 năm 2021, Vy Oanh vì quá bức xúc đã phải nhờ đến sự can thiệp của pháp luật vì cho rằng mình và gia đình đã bị bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm bôi nhọ danh dự trầm trọng. Song song với nộp đơn khởi kiện bà Hằng ra Tòa án Nhân dân quận 1, ngày 25 tháng 10, ca sĩ Vy Oanh còn làm đơn gửi Công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu xác minh, khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Hằng về các hành vi làm nhục người khác, vu khống và tội lạm dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đến tháng 3 năm 2023, Vy Oanh bị triệu tập vì đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai của bà Nguyễn Phương Hằng. Cụ thể, ông Nguyễn Quang Tuấn tố giác ca sĩ Vy Oanh về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp cá nhân của mẹ mình là bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, ca sĩ Vy Oanh không đến cơ quan công an theo giấy triệu tập, đồng thời nữ ca sĩ đã có đơn kêu cứu gửi tới các cơ quan chức năng. Trao đổi với phóng viên Đời sống và Pháp luật, ca sĩ Vy Oanh cho biết cô đang là người bị hại trong vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng. Quyền lợi của mình chưa được đảm bảo thì bất kỳ nhận được giấy triệu tập của cơ quan công an để làm rõ nội dung tố cáo của ông Nguyễn Quang Tuấn. Việc này khiến cô vô cùng hoang mang, không còn cách nào khác phải làm đơn kêu cứu gửi tới các cơ quan chức năng. Ca sĩ Vy Oanh cho biết bà Phương Hằng chưa từng có đơn tố giác nữ ca sĩ. Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Tuấn không có tư cách để thay mặt bà Hằng tố giác mình trong trường hợp này. Do đó, việc PC02 thụ lý giải quyết theo đơn tố giác của ông Tuấn là không đúng quy định. Có thể nói, những buổi live stream của bà Phương Hằng một thời đã là cơn ác mộng của showbiz Việt. Bên cạnh Hoài Linh và Vy Oanh, hàng loạt các nghệ sĩ như Thủy Tiên, Công Vinh, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, cố nghệ sĩ Phi Nhung cũng bị bà Hằng nhắc đến và gán cho họ những bê bối động trời. Cơ quan điều tra xác định các buổi live stream trực tiếp của bà Hằng đăng trên mạng xã hội có nhiều người xem, bình luận. Trong đó có video lên đến 610.355 lượt xem, 14.000 lượt thích và 5.021 lượt bình luận.